Gọi lại là anh ơi, ba em mất rồi. Em thì cũng nghĩ là chỉ báo cảnh cho anh biết như vậy thôi. Thì sáng hôm sau, đột một cái anh xuất hiện trước nhà em luôn. Lần đầu tiên là một thân một mình em đi máy bay. Đi máy bay. Đi tới một nơi mà em không hề biết. Nên là khi em tới cái là em bước vô cái nhà là nói thật là vậy, mới nói là em nhìn thấy nó giống như em đi nước ngoài á. Em vô rồi em nghe cái tiếng những người đó nói với nhau là em cũng hiểu luôn, nước ngoài luôn. Thì tự nhiên vô em thấy một cái cảnh đám tang đó thì em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi. Đứng chậm nước mắt khóc, em thấy nguyên khu đó nhìn em. Rồi chỉ mưa luôn. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt. Thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa, ta tập trung vô em. Đứng ta nhìn, ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Trời ơi. Chào hai em. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em là Nguyệt Anh, là vợ của anh Nguyễn Sĩ Bình. Dạ, tôi biết. Dạ, em là Nguyễn Sĩ Bình, là chồng của Nguyệt Anh. Ôi, tôi cũng biết luôn. Rồi, bạn Nữ là vợ, bạn Nam là chồng. Đó. Sĩ Bình nay nhiêu tuổi, công việc? Em nay 29 tuổi, em cũng làm nhân viên văn phòng. Công việc của em vẫn là đi học. Em học tới hai trường đại học lận. Nhưng mà cái ngành của em đó là em học bên diễn viên. Hai em là... quê quán là ở đâu? Em là sinh ra ở Sài Gòn. Em người Quảng Nam. Rồi hai em quen nhau như thế nào? Là hai tụi em là học chung hai cái trường đại học luôn. Trường đầu tiên là học Đại học Văn hóa. Rồi cái trường thứ hai là trường sân khấu điện ảnh, là vợ em học diễn viên. Còn em là em học đạo diễn sân khấu. Dạ. Thì cái trường đại học đầu tiên á, khi mà em học năm tư thì bà xã em mới vô năm nhất. Có nghĩa năm tư là em chuẩn bị tốt nghiệp á. Em phải đi học lại một số môn, phải học lại chung với năm nhất. Cái nhìn đầu tiên là thực ra hai đứa là không ưa nhau. Tại vì là mới đầu là em vô thì em thấy chị này mới ở, bạn này ở quê mới lên, coi như là còn phèn á, gọi dụng từ là còn mặc, em còn nhớ mặc cái áo cam mà có cái bèo là nhìn nó phèn quá, phèn. Nó phèn mà mang mặc cái quần tây đen, mang đôi dép nữa. Nó còn phèn. Nhưng mà cái mặt thì rất là dễ thương. Thì lúc ngồi kế nhau thì bà xã bà mới là trong lớp mới làm cái sơ yếu lý lịch đó anh, tại năm nhất mà. Thì có một cái người bạn ghi trong cái nghề nghiệp của gia đình đó là kinh doanh. Thì bà này bà quay xuống bà nói nhà bán tập quá thì nó đại bán tập quá đi, bà đặt ghi kinh doanh. Em nhìn nó, cái này là thuộc tiếp phụ nữ đẹp mà vô duyên nè. Nên là em bị một cái ấn tượng là không tốt. Thì em cũng không có gì ấn tượng với anh hết. Nói chung là một cái người mờ nhạt trong mắt em. Vì dưới quê dù phèn nhưng mà mới vô năm nhất nhưng mà rất nhiều anh để ý. Phèn nhưng mà chị cũng có giá của phèn. Dạ. Nhưng mà tình cờ là ảnh có một người em ha. Có nghĩa là một cái người bạn thân của em lại quen với một cái người bạn gái chung phòng nữ ở chung 4-5 người nữ vậy đó. Nó rất là nhiệt tình, nó sáp vô làm mai làm mối. Thì sau này mới biết ra là tại vì nó nói em nói thiệt với anh, cái em qua bển em chơi với 5 bà nữ em thấy không có gì chơi hết. Năm giờ em phải kéo anh vô để lỡ này mà ráp cả cái có gì em với anh qua phòng trọ chơi chung có bạn vui. Em nói thôi mày muốn gì mày làm gì làm. Thì nó rất là nhiệt tình. Thì em nhớ cái đợt đó là một cái anh ảnh học Đại học Văn hóa và ảnh cũng học trường sân khấu điện ảnh, thì ảnh mới đem cái vở tốt nghiệp của ảnh về Đại học Văn hóa để anh làm vở tốt nghiệp. Nguyên trường đi xem, em cũng đi xem, rồi bạn này cũng đi xem. Thì thằng đó nó lanh chanh, nó tạo điều kiện sao cho em với bạn này ngồi kế nhau. Vô ngồi kế thì cũng gặp gật đầu chào, thì chỉ chơi liền, chỉ bỏ đôi dép ra, chỉ gác cái chân lên đây chỉ ngồi. Nhưng mà trước khi đi á, là cũng nói là cái anh mà em của anh này mới nói là ê, trong mày có cái thằng này để ý nha, dân Sài Gòn nha. Nói đó anh này là tên Sĩ Bình như vậy. Thì những cái người trong phòng trọ em là không thích. Lý do? Lý do là mấy người đó là biết anh này, mấy chị nói là mày đừng có yêu nha. Thứ nhất nó là trai Sài Gòn, nhưng mà tao biết nó không phải trai, nó là 3D. Tại vì sao? Đàn ông gì đâu mà mặc cái quần bó, cái đít nguyên một trạc như vậy. Cái mông. Một trạc như vậy. Thời đó nó có cái mốt ống ôm. Rồi lại mặc áo cặp với lại một thằng bạn mà là hai thằng đó chơi 3D với nhau. Cái đó là phải hỏi à? Đó. Không phải anh, tại vì cái thời sinh viên á thì ở chung phòng trọ thì anh biết đi vô siêu thị là hay mua mấy cái áo trắng mà áo trắng nó bán năm cái bao nhiêu tiền, nó mua một lóc vậy đó, cứ phát thằng cái. Mấy cái chị trong phòng là rất là ghét ảnh nên là mày tránh xa ra. Trong phòng đó cũng những trường hợp khó đỡ. Một người đi tu, tại đi học nhưng mà đi tu, rồi một người thì có nghĩa là chạy theo đuổi tình yêu thôi chứ cũng không ai đáp trả. Làm như có thù với đàn ông á, em nghĩ.
Rồi tất cả mọi người nói với em như vậy, người ta cản em như vậy thì tại sao em thì lại... em vẫn không để ý tới. Thì đơn giản là nếu như em đã để ý tới thì em sẽ mặc cái bộ đồ cũng lịch sự hơn khi em đi coi kịch. Tại vì em cũng không quan tâm, em mới mặc cái đồ như anh diễn tả là mang đôi dép gác chân lên rồi ghế. Là sau đó là em vừa thấy gác chân ghế là chưa nói chuyện nhau gì hết, tự nhiên mình rất là bực mình, em đi ra sao em ngồi liền, coi như là không nói chuyện, coi như là em thấy đang ngồi với em chơi với nhau không được rồi đó. Về đây biết sao luôn, phải chạy đậu á. Dạ thì cái thằng đó tối em về nó lại chạy tới: anh Bình Bình, em xin được cái số điện thoại rồi nè. Không, em cũng nhận, em cũng nhận, tại vì trong đầu em á thì em lúc đó em lại nghĩ là tại sao người ta cho mình số điện thoại, chắc bà này bà cũng thích mình. Một cái mình lúc đó em đang tức là bà cũng dễ thương vậy, nhưng tại sao bà vô duyên quá, thôi mình cho bà thêm một cơ hội nữa. Là tối em đó coi kịch về là em lấy số điện thoại em gọi liền. Thì khi em gọi em nghe cái giọng thì em lại bị mâu thuẫn nữa, là em nói cái giọng rất là dễ thương. Cái giọng miền Trung nghe trẻo trẻo cũng dễ thương. Rồi cái từ đó bắt đầu là mến mến nhau đó. Mến mến nhau là hai người này yêu bằng lỗ tai, cần là nghe tiếng chứ không cần thấy hình. Không cần thấy hình. Lúc đó là bà này bà cũng không có yêu em, sau này mới nói là em thấy em cũng tổn thương. Có nghĩa là thôi mình quen quen trai Sài Gòn, tại vì chở đi ăn chở đi coi kịch sướng quá trời, tất cả là vì miếng ăn thôi đó. Lúc đó là em không có thực sự là yêu thiệt lòng. Mẹ em hay dặn á là vô trong đó làm trai Sài Gòn rất là ghê. Nên là yêu ai thì giống như là nửa trái tim thôi, đừng có lấy hết rồi để nó có phủi mình là mình còn xách đít mình chạy được chứ. Rồi sau này em lúc mà yêu em lúc có đưa yêu anh ra gặp mẹ không? Tại vì em không xác định là cưới anh này mà. Nên em sẽ không có chủ định là anh ơi năm tới hay tháng mấy đó là sẽ dắt về. Nhưng mà lại có một cái tréo ngoe, đó là ba em mất. Thì ngay lúc đó thì em cũng chỉ đơn giản là lúc đó em nghĩ tới ảnh, xong em mới gọi lên là anh ơi ba em mất rồi. Em thì cũng nghĩ là chỉ báo cho ảnh cho ảnh biết như vậy thôi. Thì sáng hôm sau đùng một cái anh xuất hiện trước nhà em luôn. Lần đầu tiên là một thân một mình em đi máy bay. Đi máy bay. Đi tới một nơi mà em không hề biết. Nên là khi em tới cái là em bước vô cái nhà là nói thật là bị em mới nói là em nhìn thấy nó giống như em đi nước ngoài á, em vô rồi em nghe cái tiếng những người đó nói với nhau là em cũng hiểu đi luôn, ở nước ngoài luôn. Thì tự nhiên em vô em thấy một cái cảnh đám tang đó thì em thấy em rất là xúc động, thấy tội cho bạn gái mình quá đi, đứng chậm nước mắt khóc. Thì em thấy nguyên khu đến nhìn khóc em như mưa luôn, như mưa luôn. Có nghĩa là em là rất là mau nước mắt, thì ở dưới người ta không tập trung vô cái lễ tang nữa, ta tập trung vô em đứng ta nhìn ta nói họ đoán là em là con riêng gì của ông này nè. Trời ơi, trời ơi. Không, anh nghĩ là em không có khóc, em không có khóc bình thường đâu, em không có khóc đơn giản mà chậm chậm thôi. Anh nghĩ chứ em khóc bùi không lo. Em khóc là em khóc sự thật, chứ mà em khóc cái kiểu mà gào thét đúng không? Nhưng mà anh mà em khóc phải... là em khóc rất tế nhị, tại vì khóc mình cũng sợ người ta thấy. Trời ơi, khóc tế nhị như đó nữa. Đó thì mọi người mới chỉ chỏ là trời thằng này là trường hợp ở đâu tới đồ vậy vậy. Thì sau này mới nói rõ ra, mình cũng giới thiệu là biết là bạn mà em ở dưới đó cũng một tuần lễ là em cũng bị bất đồng ngôn ngữ dữ lắm. Có một cái bà mợ hả, kêu là bà mợ. Bà gặp bà nói con đi má bo về hả? Nói vậy, dạ không, con xuống đây có mình nè. Thì biết rào, nhưng mà con đi má bo về phải không? Không, con đi có một mình không à, ba má con không có đi theo. Hai bên cứ xà quần đâu có tức quá phải kêu thông dịch viên ra. Bà này bà ra nói không, ý nói là anh đi máy bay, đi bằng máy bay về hả? Nó trời ơi. Bây giờ mỗi lần về có bất đồng ngôn ngữ nữa không? Dạ không, em nói luôn, nói được rồi. Nói được luôn hả? Dạ. Em với ông xã em cưới nhau lâu chưa? Em cưới khoảng được 2 năm rưỡi à. Tụi em yêu nhau bao lâu thì cưới? Yêu nhau 5 lâu, năm. 5 năm. 5 năm. Dạ. Cũng lâu chứ, tìm hiểu lâu chứ bộ. Rồi thôi luôn tiện thì kể luôn tính xấu của ảnh đi. Dạ có, vì ảnh con nhà là con trai một nên là cũng được ba mẹ rất là cưng chiều ảnh, nên là ảnh rất là thích chơi bời tụ tập với bạn bè rồi như vậy. Em phải nói bớt lại đây, tưởng anh chắc nhậu nhẹt rồi. Nhưng mà anh không có phải là nhậu nhẹt tí đúng không? Anh không có phải có là nhậu nhẹt không? Nói này là anh Quốc Thuận anh đồng cảm nè. Có những cái em phải nhậu em mới hiểu nó ngặt nghèo lắm. Ngồi nhậu thì nó thôi 10 giờ anh về đi. Mà lúc đó vợ gọi là 9 giờ thì câu chuyện mình thấy tới 10 giờ anh cũng hạ màn được rồi.
tính 10 giờ về, cái tự nhiên 10 giờ cái đẻ ra một cái đề tài mới, mình tức quá, anh thấy đề tài đó nó hay quá, ngồi phải tham gia. Mình tham gia cái tới 11 giờ thì vợ nói là anh không bao giờ anh đúng giờ hết, thật ra là cũng không có uống gì thêm hết. Nhưng mà có một cái đợt mà đi không phải tới 1 giờ như anh nói mà phải là tới 4 giờ sáng. 3 giờ. Hỏi hai chồng em cũng phải trả giá giờ giấc hoài. Em nghĩ là cỡ 3 rưỡi chứ không phải là giờ đó. Bây giờ mấy cũng được mà đi đâu. Thì đó, ảnh mới đi về em mới hỏi là anh đi đâu. Ảnh mới nói là thì đi nhậu với anh ABCD là những người đó em biết luôn. Nhưng mà xui với ảnh là em có gọi những người đó. Và em cũng biết là đúng có đi nhậu nhưng mà đã dừng với người đó lúc 12 giờ rồi. Trời ơi. Và bây giờ từ 12 giờ tới 3 tiếng đi đâu? Đó. Em á hồi nhỏ em rất là nói xạo. Nên bây giờ ai nói xạo em nghe mùi là biết liền. Mùi tanh tanh là mùi tanh. Thì anh mới nói là anh đi về nhưng mà anh mắc toilet quá. Xong anh mới chạy em đi tìm cái family mắc. Anh em mới nói bị điên hả? Mắc toilet thì mình chạy về nhà mình sẽ nhanh hơn anh chạy vòng vòng để tìm cái family mắc, đúng không? Từ quận nhất chạy qua hầm Thủ Thiêm mà tới Trần Não là tới nhà rồi. Cái này chạy vòng vòng, nó chạy vòng vòng đi tìm không có cái family mắc nào hết để mà đi vô, nhưng rồi cuối cùng phải tìm được cái family mắc. Cái sau em mới nói là chắc chưa. Nhưng mà xui cho ảnh á là trước khi đi vô cửa hôm đó là em bị bệnh, thì mẹ anh mới nói ê mày đi massage vậy hả, sao nghe mùi thuốc bắc vậy. Cái em nghẹt mũi em đâu có nghe, nhưng mà mình vô mình chụp đầu liền luôn. Sao nghe mùi thuốc bắc vậy? Thì đâu có đâu. Rồi em biết là nói xạo rồi. Thì khi đó em có rất là giận, vì em đã cho cơ hội nói 3 lần vẫn không nói thiệt. Và em cầm cái remote, em nhớ em quăng rất mạnh, hình như là hư cái remote luôn. Em mới nói là anh cẩn thận, coi chừng sẽ mất vợ và mất con. Và em đi ngủ em không nói gì nữa. Thì hôm đó thì lại có mẹ em vô nữa. Sáng ngày dậy mẹ mới gọi em dậy. Ê, nó khóc. Tao thấy cái dài nó nhúng nhúng vậy, nó xoay vô tường nó nhúng nhúng như vậy là tao biết nó khóc rồi. Thế em cũng không quan tâm, vì em nghĩ lúc đó em rất là giận rồi. Thì ảnh cho anh cũng biết được nên ảnh vô ảnh mặc cái áo rất là lịch sự. Ảnh mới nói là xin phép em cho anh nói chuyện với em chút. Thì bắt đầu ra là ảnh mới nói thiệt á là ảnh đi massage. Trước khi mà em ra nói chuyện với ảnh thì em cũng đã xác định là nếu như bây giờ mà mình sẽ cương quyết mình hỏi đi đâu và massage như thế nào, mình hỏi cặn kẽ chi tiết massage ở đâu, ở đâu và có lành mạnh hay không nào, lành mạnh hay... nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ mà hỏi chi tiết vô thì vợ chồng sau này có hàng gắn thì cứ nghĩ tới cái chuyện đó thì mình lại khó. Em mới nói là thôi bây giờ không nói đề tài này nữa, từ bây giờ trở đi thì anh làm sao anh làm, không đề cập tới cái chuyện này nữa. Tha lỗi. Và sau đợt đó là em đi massage, không bao giờ em vô cái phòng thuốc bắc nữa. Không, thật ra là nói giỡn vậy thôi chứ đúng là đêm hôm đó là mình thấy mình cả đêm em không ngủ, em khóc. Thì mình nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là em tức bản thân em, là em nói dối nó quá phô đi. Yếu, mình quá yếu đi. Tức là lúc đó có bia rượu nên không có biên kịch được. Không có biên kịch được. Nhưng mà nói giỡn vậy thôi chứ cái nguyên nhân lớn nhất là rõ ràng mình thấy mình có lỗi. Đúng. Tại vì vợ mình mới sanh mà mình ham chơi quá. Thì tại vì thực ra từ đó giờ chỉ có cái chuyện đó là cái chuyện lớn nhất mà em bị bắt thôi. Còn một số chuyện chưa bắt được thì là chưa. Dạ, còn một số chuyện em khéo léo em lòn qua được. Nên là mình thấy mình rất có lỗi, mà chưa bao giờ em thấy em mất cái đàn ông tính như vậy luôn. Đàn ông tính á. Dạ. Em khóc cả đêm, sáng dậy em gặp vợ em xin lỗi mà em vẫn còn khóc. Là đó có nghĩa là đó là lần duy nhất luôn. Rồi, bây giờ mong muốn Bình thay đổi điều gì? Em mong muốn ảnh là chơi với con nhiều hơn. Vì ảnh không bao giờ ảnh chơi với con quá 5 phút. Và ngay cả con nó cũng không mến ảnh nữa. Có như có một lần chí là ảnh nằm đó là nó cũng khóc thét luôn. Mình phải chơi với nó nhiều. Dạ, ảnh chơi với nó mà ảnh cứ ngồi ảnh bấm cái game vậy. Rồi nó cứ đi lủi thủi nó chơi một mình với nó. Chơi với con nhiều hơn chút. Dạ. Đúng không anh? Dạ, với lại ví dụ như em biết công việc ảnh rất là áp lực. Mà anh đừng có gì đổ lên đầu em. Em ghi chú là không có đánh đập, không có sỉ vả, không có hạ nhục. Có nghĩa là em về mặt mày hơi nặng nề thôi chứ không phải là... Anh rất là đàng hoàng. Tức là mình biết cái tính đó của ảnh, vì cũng đã năm quen nhau 5-6 năm rồi. Mình cũng đã hiểu cái đó rồi và mình chấp nhận mình mới cưới ảnh. Nhưng mà nhiều khi thì em ở nhà em vẫn có bị áp lực, có giữ con rồi nhiều thứ cũng áp lực chứ không phải như hồi xưa không. Mà bây giờ ảnh về rồi ảnh cứ cau có như vậy thì em cũng cảm thấy em buồn. Dạ. Vậy thôi. Hòa Bình, mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Về vị trí của một người vợ á, dạ em tính tình ok hết, công dung ngôn hạnh là tề gia nội trợ ok hết. Nhưng bị cái là quá thương con. Vợ em mà chỉ cần con mà nó kêu là gì? Nhà giàu đứt tay mà ăn mài đổ ruột á. Con nó ốm đau thì nít mà. Bệnh cái thôi là bà bắt đầu bà
bà chắc lưỡi đi ra đi vô mắt nhìn xa xăm, không biết bây giờ tôi phải làm sao đây để tôi cứu con tôi, thí dụ chẳng hạn. Nếu không khi nó bệnh những chuyện nó bệnh bình thường đâu có gì đâu. Thì nếu như cái kiểu này lặn nhỏ này mấy mốt, tại vì em thấy tính nó bây giờ là rất giống em, không được cái gì là bật ngửa đập tạch vậy đó. Mà nó con gái á là nó có thể làm bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích, nên là em rất sợ là sau này với cái tính đó và với cái sự nuông chiều này thì thì rất là dễ hư. Đó là cái em góp ý vậy. Hiểu anh ấy chưa? Không, nhưng mà cái ca này á là nó phải dày nè. Có những mẫu người phụ nữ mà con nó chỉ cần bị một chút xíu con mũi cắn thôi là trời ơi muốn giết cả cái dòng họ mũi, kiếm nó đâu, giết nó cho rồi đi, không thể để cho nó sống được. Mà kiểu đó là cái mẫu người phụ nữ đó. Thành ra em không, tức là em không thể mong muốn bạn chồng của em giống như là bạn Thuật được. Và ngược lại em cũng không thể mong vợ của em có thể bớt quan tâm tới con được. Tuy nhiên đó là luật bù trừ trong gia đình em. Đứa con em á, nó thiếu ở bố cái gì thì mẹ nó bù đắp như thế hết. Trong gia đình chị y chang vậy, anh Tuấn Anh y vậy luôn. Ngay cả cái chuyện mà chồng em đi massage, ông xã chị cũng ghiền massage dữ lắm. Không thiệt, ghiền dữ lắm. Đó là một cái nhu cầu không thể thiếu được, thuần túy thôi. Nó không phải là cái sự đụng chạm xác thịt, mà nó là một cái gì đó mà về sức khỏe, về đầu óc, về tức là họ áp lực, họ thế này nọ kia, thì cái nhu cầu đó của họ để họ xả, để họ tiếp nhận với năng lực. Thì khi mà mình hóa giải được điều đó, mình không hề cảm thấy khó chịu, bực bội. Sau này chị còn khuyên ổng phải đi massage nhiều một chút để cho ổng bớt khùng á. Tính tình mà hay bị nóng tính á, là đó, không xả ra đó, là không. Nguyên nhân anh hay nóng tính. Không có đó thiệt. Tự biết hướng và xả cái stress đó bằng cách nào để đừng có lỗi vợ, tại vì chồng rất là yêu vợ. Nhìn là biết. Đúng yêu rồi. Quá yêu rồi. Dạ. Yêu vợ. Như vậy hiểu nhau chưa? Hơn chưa? Được không? Ok không? Ok rồi. Không? À, rồi. Ok rồi. Vậy là có... sao vụ này, sao đợt này là em được đi massage thoải mái? Không, không biết là nghe cái chuyện đó tối nay. Cái chuyện đó là chuyện giữa hai người. Đó. Em thì em để ý vợ em từ năm lớp 10 lận. Đó là đi học, là chỉ biết đi học thôi. Không có quen bất kỳ một bạn trai nào luôn. Ảnh là mối tình đầu tiên luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng thứ hai. Và xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào cặp vợ chồng rất rẻ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên Bùi Minh Hải, em đến từ Tây Ninh. Dạ hiện em đang công tác tại công ty Hùng Di Tây Ninh. À, em làm bên thợ điện. Em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả ở đây. Em tên là Võ Thị Trang, em nay 29 tuổi, nghề nghiệp của em là nội trợ. Rồi mối tình hai người chớm nở như thế nào? Vợ chồng em quen nhau là năm lớp 12. Em vô là em ngồi cái bàn đầu tiên. Ảnh vô anh thấy cái anh ngồi bàn sau. Vô tình cái đợt đó đó đang ngồi chơi thì kia nói chuyện cái chọc ghẹo, cái em mới lấy cái cây thước á em gõ lên cái tay ảnh, cày chảy máu. Cái ảnh ập mặt xuống ảnh khóc. Trời ơi cái mạnh mẽ quá vậy. Khóc là đúng rồi, chảy máu chứ bộ giỡn sao. Mà lúc đó lớp 12 hả? Dạ lúc đó mong manh mà lúc đó nghĩ nó trời ơi quánh có một cây thước thôi mà chảy máu mà khóc nữa, nói sao mà kỳ cục vậy trời. Cái quay xuống nói bụ đau lắm mà khóc. Cái lúc đó ảnh mới trả lời là không phải là đau, mà là vì ảnh đang tưởng tượng là ba ảnh đang bệnh nằm ở nhà, bệnh ung thư giai đoạn cuối luôn. Cái anh buồn anh khóc. Là lúc đó là mình nghe cái mình thấy mình có cái tình cảm, như là lúc đó mình bắt đầu kiểu như có một cái gì đó với chồng mình luôn rồi đó. Em để ý lâu lắm rồi, mà vợ em cũng thích em nữa. Mà không hai đứa ngồi kế nhau rồi đó, đứa trước đứa sau mà không đứa nào dám nói câu nào hết trơn à. Cái bữa đó là vợ em đem nguyên một bọc trái cây quá chừng bự vô luôn. Cái ngồi nè, vợ trên bàn trên là quay xuống, tụi em dưới ngồi chụm hai bàn chụm lại. Cái em ngồi trong bụng nói đối diện vậy nè, giờ mình có cơ hội rồi, giờ mình cũng làm cái gì đó để mình gọi là mình thích người ta. Cái em lấy cái chân em dẫm lên chân vợ em cái. Thì nếu mà không được thì mình nói mình giỡn thôi. Cái em không ngờ luôn, vợ em lấy chân kia dẫm lên chân em luôn. Rồi em cũng bạo gan lắm, lấy chân còn lại của em dẫm lên luôn. Trời ơi là bốn chân chồng lên nhau đó. Dạ. Cái em nói trời ơi rồi bật đèn xanh dính rồi. Vợ em bật đèn xanh rồi. Rồi các em là yêu nhau bao lâu vậy ta? Tới 6 năm mấy rồi. Rồi trong 6 năm đó là chắc chắn là sẽ có rất rất nhiều những kỷ niệm. Dạ đúng rồi. Có một lần á em vô nhà bà xã em thiệt em kể mà em mắc cỡ lắm á. Thôi bên này kể đi sao đâu. Kể đi đâu để cho nó kể. Tại vì anh biết đâu cái bữa đó là vô là
nguyên gia đình vợ em đang ngồi coi tivi bên trong luôn. Em với vợ em ra trước ngồi ghế đá ngồi tâm sự. Cái em ơi anh giờ anh mắc quá, anh mắc đánh chồng. Cái đang ngồi nói nè, đang ém luôn. Cái bà xã em ngồi nói gì em cũng không nhớ nữa, mà em làm cái thủng. Trời ơi quảng hồn luôn, nhìn vô nhà mọi người tỉnh bơ coi tivi không biết gì hết luôn, mà mặt ảnh y như con gà nâu vậy đó. Đỡ quá hả, mắc cỡ quá luôn vậy. Từ lúc rất đó rất là lớn luôn, con đánh bom cảm tử tại nhà luôn. Rồi trong lúc hai đứa yêu nhau vậy đó, rồi có lúc nào mà giận hờn chia tay chia chân được không? Có chị, nhiều lần lắm, mà thường thường là do tác động bên ngoài. Tuy người ta nói Trang quen Hải, thằng nhìn y như BD vậy, cũng quen nữa. Hồi xưa em trắng như gái vậy chị, em trắng dữ lắm, trắng hơn vợ em nữa. Cái quen em cái trong lớp hay nói trời trưởng quen ai cũng quen, thằng y như BD vậy cũng quen nữa. Rồi ở nhà bên vợ cũng nói luôn, nói mày thấy không, nó đi kìa, lúc đó đợt đi núi nhìn Bà chơi á chị, cái đi cái tướng, cái chị đi sao vợ em nói mày nhìn coi tướng đi kìa y như BD vậy đó, vậy là cũng quen nữa. Không đứng lên đi, không đứng đi thử coi đi BD không tôi nghĩ sao mà đi anh để em thuận đi coi ai BD với tôi nè, có gì đâu hả, đi thời trang luôn, cách quốc luôn cho chị thuận, đi xuống thảm đỏ thuận đi đi nè, con nè, con nào BD hơn nè, áo xanh BD hơn đó, thấy chưa, rõ ràng đi với tôi là thấy là bên này nam tính rất nam tính hơn tôi nữa. Bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Rồi lúc mà mới lấy nhau vậy á là ở nhà ai? Dạ, ở bên nhà vợ hay bên nhà chồng? Cái lúc mà cưới á là ở bên nhà ảnh lục đục đủ thứ lắm. Cái ảnh buồn dữ lắm, cái ảnh đi vô nhà ảnh khóc, ảnh nói vậy rồi giờ sao em? Cái mới nói thì giờ bên nhà em cũng có cái kho. Thôi giờ để em nói với ba mẹ anh tiếng mình sửa lại rồi mình ở. Cái anh nói thì vậy đi, chứ mà anh thấy rồi em về em ở với mẹ anh chắc cũng không có được. Rồi cái tự anh bung tiền ra anh sửa sang này kia mọi thứ là hết luôn. Ảnh về em nói thiệt hả, mọi thứ các cái ở nhà hả đều một tay anh làm hết, chứ anh không có mướn ta luôn á. Tại vì chắc có lẽ là Hải không có tật xấu gì đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ lúc đó là không có, nhưng mà sau ngày cưới mới có. À sau ngày cưới. Lúc đó mình tin tưởng bao nhiêu là bây giờ là mình đổ vỡ bấy nhiêu. Đổ vỡ luôn. Vậy hả? Rồi thôi chết rồi. Hồi mới cưới về vợ chồng cực khổ lắm, là đi cạo mũ cao su cho ba. Tại vì có công ăn việc làm, có bằng cấp làng hoàng luôn. Vậy em mới nói thôi xin việc làm đi. Anh mới nói thôi để người ta cạo hư hết, thôi để vợ chồng mình đi cạo đi. Trời. Bắt đầu ấy là cấn bầu bé đầu tiên á, là lúc đó em ốm nghén luôn, đi cạo đâu có nổi đâu, toàn bộ là ảnh chàng không à. Riết rồi cái đợt đó, năm đó cái ảnh nhận thêm giường á, là lúc đó là mới cắn bầu em bé đó, là cái nhận thêm cái bắt đầu đêm nào cũng thức hết á, cái chị không nổi, tại vì không có ăn được mà ói rồi y như là người mình nó nuổn luôn vậy đó. Cái ảnh cạo ảnh chàng riết cái ảnh tức quá, còn đâu cỡ chừng vài trăm cây á, cái anh ghé anh bỏ cho mình đi, anh cho cạo mình luôn. Là sao, lý do gì mà đi vậy trời? Tại lúc đó mệt quá chị, trong người nó ra cái nó quạo, nhưng mà em đi vô giường của nhà xong rồi chút xíu em vẫn quay ra, em quay ra rồi em năn nỉ vợ lại. Cái xong cái em nói thôi giờ em không có làm nữa. Cái anh nói vậy thôi, nếu mà giờ ấy thì thôi giờ đi mướn người, đi kiếm người khác đi, đặng trả giường cho ta, ta kiếm người khác. Khi mà nghỉ cạo á chị, rồi vợ chồng ở nhà, em chưa có công việc ổn định, rồi sanh bé đầu tiên ra thì em lo hết luôn. Khi mà ra tháng khoảng 6-7 tháng thì em mới đi vô công ty em làm. Lúc đó thì thu nhập hai vợ chồng em cũng không đủ nữa. Rồi về nhiều khi á là năm em cũng không có chi phí để mà lo đủ cho gia đình. Có bầu bé thứ hai ha, là lúc đó là ảnh, cái chỗ mà ảnh làm á là đã xong rồi. Ảnh mới đi ra ngoài cũng của công ty luôn, ra cái khách sạn 4 sao á, là cái công ty nó thuê đặng làm ngoài đó đó. Thời gian của ảnh lúc đó là nhiều lắm, ảnh không có lo lắng gì cho vợ con luôn, y như là ảnh bỏ phế vậy. Chỉ tới tháng tới về là đưa cặp tiền dục đó đó, rồi vậy là rồi á. Cái bữa đó anh điện anh nói anh có bạn mời ăn tân gia, thôi anh đi về trễ nhất ngang. Cái anh đi xong lúc đó về 9 giờ, cái anh nói thôi bữa nay anh xỉn quá anh đi ngủ nha em. Em nói thì anh đi ngủ đi. Mà anh tắm rửa xong lên anh không ngủ, anh nằm anh lấy cái điện thoại anh bấm. Anh thấy mình lên cái đợt anh bấm cái gì đó, y như là anh thoát ra khỏi cái đó vậy đó, anh không cho mình thấy. Cái xong mình nó tự nhiên ngay lúc đó mình có cái cảm giác trong lòng mình rất là khó chịu, y như là bất an, y như là có một cái chuyện gì đó anh giấu giếm mình, anh không bao giờ cho mình biết. Xong cái để im coi, cái anh đi lợi anh sạc cái điện thoại.
nằm đến chút xíu cái đi lại bóc cái điện thoại của ảnh lên, thì em nói thiệt tin nhắn của ảnh nhắn với người đó rất là nhiều, đọc vô tới đâu mà nước mắt mình chảy tới đó luôn, y như là ảnh cầm dao đâm thẳng vào tim mình luôn. Ủa vậy lúc đó là cái người đó là gì của em vậy? Dạ không chị, tại cái bé đó là làm trong công ty em á, nó rất là chảnh chẹ đồ, thấy ghét lắm. Nên em mới nói trong bụng là cua cho bỏ ghét. Rồi ôi, em cũng vô tình luôn, em tắt cái màn hình em đi sạc mà em không có thoát cái đó ra. Cái cuộc trò chuyện em không có thoát. Vợ em đọc được hết trơn luôn. Chỉ quen nhỏ đó mới có 2 tháng mấy thôi mà hả, nó viết đủ thứ trong đó luôn. Rồi từng lời từng chữ nhiều lúc vợ con mình nhà chưa quan tâm được đến nỗi vậy luôn. Ngày quen là ngày nhiêu? Ngày 20 tháng 10 luôn. Em ơi, ngày phụ nữ gì đó phải không? Dạ, vợ không hề có một chút động thái nào luôn. Không hề nói chúc em ngày phụ nữ hay này kia. Mà lại đi chúc nhỏ đó. Rồi hả, cái ngày mà anh lên trước cái trưởng phòng á, anh nhắn với con nhỏ đó là em là người đầu tiên anh chúc mừng. Anh báo cho em biết trước đó, là em là vợ mà em còn chưa biết trước nhỏ đó. Không, tại vì á là nói chung là bà xã em không hiểu em cũng giải thích rất nhiều rồi. Em nói là em không có thương, em chỉ ghẹo cho bỏ ghét thôi. Là khi em nói anh á, nếu như mà xác định là nếu mà em có thương rồi á thì làm chung công ty không thể nào mà không điện thoại qua, không nhắn tin lại. Khoảng 2 tháng sau là bé đó nghỉ công ty, không làm công ty nữa. Nhưng mà vợ em vẫn không tha thứ cho em, tại vì em nói là nếu như mà còn thương thì anh cũng phải lén lút ở ngoài anh quen à. Còn cái này là vợ em phát hiện ra rồi là em không nhắn tin, em không kết bạn, em xóa toàn bộ cái trong máy em, bất kỳ gì cái người đó là em xóa hết, em không lưu giữ một cái gì hết. Thậm chí cái người đó kết bạn cũng nói em kết bạn lại nè, giờ anh không kết bạn, em xóa luôn, em quỷ luôn. Nên mà sau này vợ em vẫn không tin, viết đơn. Tự em đi làm đơn, em nộp luôn. Mẹ anh cũng khuyên nói thì thôi lỡ rồi cái chuyện gì giờ cũng ấy, giờ nó biết lỗi rồi thì thôi bỏ qua cho nó lần này đi. Rồi cái mẹ nhà cũng khuyên này kia, cái thôi rút đơn lại. Nhưng mà mấy ngày sau cũng cãi nhau kịch liệt lắm, hai đứa đi ra tòa ký tên. Ủa ghen, vợ em ghen dữ lắm luôn á chị, ghen đến nỗi mà sáng sớm á, em đi ăn sáng, cái em gặp con bé đó là ở cùng sớm luôn. Thì mình người ta ngồi ăn trước á, cái em vô em ngồi ăn sau, thì mình trai mình lịch sự, mình trả tiền cho người ta. Cái vợ em cũng sao không biết, em ngồi quay lại cái chỗ người ta bán cơm, quay lưng lại em không thấy vợ em lâu đó mua cơm luôn. Thấy vậy cái chiều về sáng sớm đi làm, vợ chồng cười vui vẻ, chiều về cái hầm mặt này nè, hỏi ủa gì vậy em, sao rồi cái gì thì nói với vợ chồng, anh một dạ hai lòng, anh tự làm gì anh biết. Cái em mới ngồi em suy nghĩ nó, ủa em mình làm gì mà một dạ hai lòng ta, là mình đâu có liên hệ gì với cái người nữa đâu. Ngồi suy nghĩ nát óc luôn. Thì trong cái buổi sáng đó thì em có thấy vợ phớt qua, là lúc vợ mua đồ ăn xong về chị phớt qua, thì em cũng đứng lên em nhìn mà không kịp thì thấy giống lắm. Cái ngồi suy nghĩ nó, bộ hồi sáng em thấy anh ngồi ăn cơm với cái người đó hả, thì vợ em cũng biết cái người đó nữa mà ghen đến mức vậy luôn á. Em bực một câu là mẹ em nói nếu trường hợp mà con thấy vợ con vậy rồi sao. Em mới nói là bình thường má, không có gì đâu. Rồi cũng cãi qua cãi lại, em tức quá em đi mướn nhà trọ ngoài em ở luôn. Ôi trời, em dẫn con nhỏ gái em theo luôn. Em vô ngay cái nhà trọ của thằng em trong công ty luôn, nó vô nó đồn hết công ty. Bà mẹ cầm cái giấy chứng minh hỏi con biết anh này không, cũng làm chung công ty con nè. Anh cầm lên, trời ơi anh Hải, nó bắt đầu vô đồn hết nguyên công ty luôn. Ai cũng biết hết trơn, tụi cái ship ảnh này kia nghe vậy cái nó kêu ảnh lên nói chuyện, nó ủa sao mà cưng phải ra nhà trọ, cưng mướn nhà trọ cưng ở kỳ vậy. Mà mất cười lắm, đi ra nhà trọ ở thì em cho đi luôn, em cũng hú kêu lần nữa, đòi bắt nhỏ gái em theo nữa. Cái lúc đó nhỏ đó nó còn bé, mất cười lắm. Nghe ba nó là mình đi lại tới nhà mới mình ở, cái phái lắm. Ba đi, ba mình đi ba. Giờ hỏi hai đứa tình trạng thực tại hiện giờ hai đứa là sao? Dạ, đang rất là hòa thuận nha. Ai đăng ký cái chương trình này? Dạ, em là người đăng ký. Tại cái bữa đó vợ đi du lịch, dẫn hai đứa con đi, bỏ vợ bỏ mình em ở nhà. Cái buồn quá bắt chương trình lên coi cái... Coi tại hôm bữa trước á, là vợ cũng có nằm coi, vợ nói anh em đăng ký chương trình nha. Nói ừ thì đăng ký đi, thì vợ chồng mình đi. Cái bà xã em ru luôn. Cái bữa đó ở nhà móc ra đăng ký thử coi mà. Em gỡ đại em là người đăng ký á. Cuối cùng là được tham gia. Dạ. Giờ nếu mà em muốn vợ em thay đổi á, là em muốn vợ em thay đổi cái gì? Dạ thì em cũng nhân tiện chương trình, em cũng gửi chương trình nhắn với vợ là vợ ơi đừng có ghen nữa, em là thật sự là em rất là thương vợ em. Ngoài đi làm là bây giờ là em không có gì là bậy bạ hết á, nhưng mà em cũng có cái tánh là nóng tánh dữ lắm.
em cũng ráng em kiềm chế cái tánh nóng của em lại và để lo cho gia đình. Hiện giờ em cũng ráng em làm để cất cái nhà, em xây tổ ấm cho vợ chồng em. Rồi còn em, bây giờ Trang, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Thì em muốn ảnh là quan tâm tới mẹ con em nhiều chút. Tại vì cái thời gian ảnh đi là quá nhiều rồi, cho nên về là chơi với con. Đó, giờ không có nói lang bang nghe, nói lang bang một hồi nó quên là em muốn nó thay đổi cái gì đó. Dạ, muốn thì quan tâm tới vợ. Quan tâm tới vợ nè, rồi gì nữa? Mai mốt này kia là thấy phụ nữ khác là đừng có nhắn tin bậy bạ nói chuyện với người ta. Ta làm gì tại người ta đi mắc mớ, người ta bỏ ghét, cua cho bỏ ghét. Bởi đúng vậy. Cái điều mà bạn muốn ở vợ bạn là phải hiểu bạn. Là bởi vì sao ngày xưa bạn chơi với bạn này là lúc đang đi học, là con số 0 chả là cái gì hết. Bây giờ người ta thành đạt rồi, người ta phải có những mối quan hệ xã giao trong cái xã hội này. Nhưng mà vợ em lại không được tham gia ở ngoài xã hội. Để vợ em hiểu rằng nếu khi mà con người ta hoàn cảnh thay đổi thì con người cũng phải đổi thay. Thì cái sự đổi thay hoàn cảnh và đổi thay con người á, vợ em phải biết nó là như thế nào thì vợ em mới đồng cảm thấu hiểu được em chứ. Chứ nếu mà cứ ở nhà thì vợ em là dừng lại, không bước tiếp. Còn em á thì bước mà bước quá nhanh. Thì làm sao hai người mới đầu từ đồng niên với nhau nè, đúng không? Đồng hành xong đến một lúc tự nhiên vợ em đứng yên, em đi muốt ở đây em đòi người ta hiểu. Làm sao mà hiểu được, đúng không? Dạ. Nè, thì bây giờ hai bạn phải chấp nhận nhau ở cái thời điểm như thế này để làm chi, để hiểu nhau hơn. Em phải chịu khó tìm hiểu cuộc sống của chồng em, mình không có co mình lại nữa. Yeah. Yeah, rồi chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Yeah. 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 Yeah.